Là Tú Phan đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video này tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn tới bạn những cái lực Damon này tác động đến những cái hạt chúng ta để tạo ra chất lỏng. Thì video này tôi sẽ hướng dẫn bạn tới cái phần DSP line, nghĩa là lực tác động nó sẽ làm cho cái chất lỏng chúng ta đi theo một cái đường đường SP line chúng ta tạo sẵn. Rồi bây giờ tôi sẽ vẽ ra một đường SP line trước ha. Tôi sẽ vẽ cái hình helix đi, hình sẵn như thế này. Tôi sẽ cho nó mặt sẵn, cái này nó hướng lên, tôi cho nó hướng lên như thế này. Rồi tôi cho cái điểm bắt đầu nó nhỏ lại, bán kính bắt đầu, rồi đây bán kính bắt đầu tôi sẽ cho nó bằng không luôn. Rồi tôi cho nó cao lên tí, 200 tôi cho 400. Rồi thấy chưa, ta được cái xoắn như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm cái nguồn phát của nó là cái dạng circle. Rồi cái circle này ta sẽ di chuyển cho nó nhỏ lại tí. Rồi rồi sau đó rồi chúng ta sẽ có được nguồn phát. Rồi ta cho F8 thử, cái hiện tại nó đang phát xuống dưới, chúng ta sẽ xây nó lên trên. Bạn xây này lên trên, xây lên trên thì xây nhập này vô 180 độ, xây lên trên. Rồi thấy chưa, rất là dễ. Ẩn cái này đi, ẩn những cái logo đi cho nó khó, tăng cái size lên cho nó lớn, cái những hạt cho bạn dễ thấy. 4. Rồi sử dụng cái cạc đầu họa GPU lúc nào cũng vậy cho nó nhanh, thấy chưa. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh DSP line này. Thì cái lệnh DSP line này chúng ta cần phải lôi cái đường SP line vào đây. Tôi lít vào đây, tôi lôi thử ha. Lôi cái đường helix này tôi mới vừa làm nè, lôi vô đây. Rồi lôi xong thì bạn sẽ thấy nó xuất hiện những cái hình tròn màu đỏ như thế này đó. Giờ ta sẽ nhấn F thử, bạn thấy là nó có biến đổi đó, nhưng mà nó chưa có rõ ràng, cái những cái hạt chúng ta chưa có đi theo cái đường SP line này. Với lại cái thời gian ngắn quá, ta sẽ cho tăng cái thời lượng này lên 300. Rồi ta sẽ cho cái gì, ta sẽ cho cái tùy chỉnh cái lệnh DSP line này. Thì nó sẽ có ba tham số này nè, ba tham số này. Này chúng ta đang chỉnh tổng quát thôi bạn, tại vì cái DSP line này hiện tại nó đang có 1 2 3 4, có 5 cái vòng tròn con bên trong. Còn bạn chọn đây thì bạn chỉnh tổng quát hết cả 5 cái đường tròn, hoặc là bạn chỉnh từng cái đường tròn, cái tham số cũng tương tự vậy thôi. Nó sẽ tập trung vào ba cái tham số chính là vertex, axial, radial. Cái này là cái này lúc nào là hướng tâm của hình tròn, còn cái này là hướng trục, còn cái này là xoáy. Chỉ vậy thôi bạn. Tôi chỉnh cái tổng quát ha, không cần chỉnh riêng từng cái đường tròn đâu, chỉnh cái tổng quát này thôi. Thì sẽ thấy là đầu tiên này tôi muốn cho cái đường này nè, nó đi theo cái tâm của hình tròn. Có nghĩa là cái hình tròn chúng ta, có nghĩa là cái đường xoáy này bạn, nó sẽ đi xuyên qua những cái tâm của những năm cái đường tròn này. Thì chúng ta sẽ tùy chỉnh cái chỗ này nè, radial strand, nghĩa là đi xuyên qua tâm đường tròn. Đó, hiện tại thì nó không có xuyên được, tại lực này hơi yếu quá. Tôi sẽ cho tăng cái này lên là 600. Rồi bạn sẽ thấy chưa, nó sẽ đi xuyên qua tâm của năm cái đường tròn này, bạn thấy chưa. Nhưng mà lên tới đường tròn trên cùng thì nó lên tới đường tròn trên cùng nó đi không nổi nè, nó hơi yếu, ta phải tăng lên nữa. Bạn nhìn kỹ ha, nghĩa là cái đường này nó sẽ đi theo đường SP line xuyên qua tâm của năm cái đường tròn này. Lưu ý ha, nó xuyên qua tâm của năm cái đường tròn này. Thì bạn chỉ chỉnh cái này, radial strand, nghĩa là đi xuyên qua tâm của những đường tròn. Bạn chỉnh lực càng lớn lên thì nó xuyên qua càng đi xuyên qua, nó không bị lệch tâm. Thấy chưa, nó xuyên qua không lệch tâm rồi đó, nó giống như con rắn vậy các bạn. Đó, bạn sẽ tăng cái này lên, giả sử tôi tăng cái này lên 500 đi cho chúng ta dễ thấy. Đó, như con rắn vậy các bạn. Thì mô phỏng cái này thường hay sử dụng rất là nhiều trong cái việc mà quảng cáo á. Những chai nước ngọt hay là những cái lon coca mà bật nó nắp ra đó, cái nước nó sẽ văng ra vậy đó. Nó đi xung quanh cái lon coca của chúng ta, lon nước ngọt của chúng ta. Nó
Rồi, đó là cái việc tùy chỉnh đầu tiên là đi xuyên qua tâm năm đường tròn. Cái thứ hai là những cái hạt này nè, nếu trường hợp mà bạn cho nó xoắn thì bạn phải là tăng này lên. Giả sử tôi cho tăng 300 thử. Thấy chưa, nó sẽ tự xoắn các bạn. Đó, mà nhìn cái đường nó đi hơi xoắn hơn đó, thấy chưa? Những cái hạt này nó sẽ tự xoắn với nhau. Bạn thấy chưa? Nó sẽ tự xoắn với nhau, nhưng mà cái này xoắn hơi nhiều rồi. Mặc định là 100 ta cho khoảng chừng 150 thôi, không nên cho nhiều quá. Xoắn nhiều quá thì nó sẽ bị lệch, nó sẽ văng những cái hạt này ra ngoài. Nên cũng xoắn vừa thôi bạn. Ừ, thấy chưa? Xoắn khoảng 200. Còn cái SEO trend này chính là cái hướng trục các bạn, nghĩa là lúc nào những cái hạt này nè, nếu trường hợp nó không đi theo một cái trục ở giữa thì tăng cái cường độ lên thì nó sẽ hướng trục, nghĩa là những cái hạt này nó không bị văng ra ngoài mà nó sẽ lúc nào cố gắng đi theo cái luồng này, nghĩa là cái tính năng này. Lưu ý ha, cái radio là hướng tâm của hình tròn màu đỏ, còn cái SEO trend này là cái hướng trục, là hướng đi theo cái đường spline này, còn cái vortex là cái độ xoáy độ xoắn của nó. Lưu ý ba tham số này, bạn phải hiểu và bạn làm nó mới chính xác được. Đó, thấy chưa? Thật sự như tôi cho nó hơi xoáy một tí nữa, tôi cho tăng lên 250 thì nó sẽ tạo ra cái những cái hạt này nó như thế đó. Nó sẽ xoắn tại tâm nè, hay những cái hạt này nó tăng cái độ xoáy lên nè, tăng cái vortex lên đó, nó xoáy, thấy chưa? Đó thì chỉ vậy thôi bạn, lệnh là gì đó? Thì bạn hãy chỉnh được từng cái đường tròn tương tự vậy, ba tham số vortex, ICO và radio, bạn chỉnh riêng từng đường tròn cũng được, nhưng mà cho nó tạo ra những cái hiệu ứng mới lạ. Nhưng mà trường hợp này tôi hướng dẫn cái chung thôi, cho nó đỉnh đỡ mất thời gian. Thì bạn có thể chọn bất kỳ thêm đường tròn bằng cách bạn click vô đây add nè, cộng thêm đường tròn, thấy chưa, 6 đường tròn đó. Xóa thì bạn chọn nó và bạn nhấn delete thôi đó. Còn bạn muốn cho nó quay về mặc định thì bạn nhấn default hoặc reset cho nó quay về cái tham số mặc định. Như vậy thôi. Thì bây giờ tôi sẽ chạy cat thử cho bạn xem ha. Tôi sẽ chạy cat để nó mô phỏng cái chuyển động này, cat simulate. Là nó mô phỏng cái chuyển động các bạn. Đúng ra nãy tôi phải tăng cái độ phân giải lên mà tôi quên. Tôi để độ phân giải luôn vậy đi. Chứ đúng ra tôi sẽ tăng độ phân giải lên. Rồi nó đang cat. Ok. Cat xong thì tự động ở đây nó sẽ có cái đánh dấu check view cat nè. Và cái nó sẽ hiện ra cái thông tin. Nè, thông tin cái logo dưới nè, để chữ cat màu vàng dưới nè, thấy chưa? Đó. Tại nãy tôi tắt cái này. Sau khi xong cat rồi thì tôi muốn có nước luôn. Sẵn làm cho bạn thấy cái phần nước luôn cho nó hấp dẫn. Messer. Rồi. Thì cái nước này thì tôi tương tự vậy, tôi sẽ cat luôn ha, cat messer luôn. Để tôi làm ra nước luôn bạn. Chúng ta chạy nước luôn á. Nãy là chúng ta mới có mô phỏng được cái cat simulate thôi. Nghĩa là chúng ta thực hiện cái việc render bộ nhớ tạm á, vô trong cái ổ đĩa chúng ta thôi. Render cái simulate, giờ chúng ta tới render cái đường lưới mesh này nè, đang chạy nè. Nó nhanh hay chậm thì tùy thuộc vô cái số lượng hạt chúng ta chỉnh độ phân giải nhiều ít, với lại tùy thuộc vô cái cấu hình máy tính chúng ta nó mạnh hay yếu nữa. Đó, thì bạn đợi tí, sau khi xong thì tôi sẽ cho bạn xem thử cái chất lỏng chúng ta nó chuyển động như thế nào. Tôi thêm cái chất liệu luôn đi, thêm màu sắc rồi tôi render thử cho bạn xem ha. Rồi chịu khó đợi một tí. Rồi nó chạy gần xong rồi. 3.1 GB và tốn của tôi khoảng 2 phút 11 giây. Ok, rồi thì render xong rồi cho bạn xem thử. Đây là cái thành quả của chúng ta ha, chất lỏng như thế đó, nhìn ghê chưa ha. Rồi tao sẽ thêm cái chất liệu gì đi, nước vào đây như mọi khi ha. Tao sẽ thêm cái water, nước, bạn thêm những cái loại khác cũng được, tùy các bạn. Tới thêm ok, lít ở đây cũng được, hoặc là bạn lôi lên trên đây cũng được. Rồi thì nó sẽ render. Tắt cái phần lưu vực này đi cho nó thấy cái nước, do đây là cái nước nên nó trong suốt, các bạn không thấy gì đúng không, không thấy gì.
thì chúng ta phải thực hiện cái việc render chúng ta mới thấy được. Rồi ta nhấn render thử. Đây. Để render. Chưa thấy gì đúng không? Chưa thấy gì tại vì tôi chưa có thêm phần ánh sáng mà sao bạn thấy được, quên nữa. Thêm cái môi trường vật lý bầu trời để cho nhanh thử đây. Bạn thấy chưa? Chỉ đơn giản vậy thôi bạn. Lít vào đây. Nó ta được cái giác lỏng nước như vậy. Nó xoáy như thế đó. Ta sẽ cho đậm màu tí các bạn. Khoảng 50. Rồi ta lên render thử. Ctrl R. Thấy chưa? Ta tạo được cái chất lỏng nó xoáy theo một cái đường SVL chúng ta tạo sẵn các bạn. Hiện tại ta đang làm cái dòng xoáy xoáy theo helix như là xoáy lò xo. Được như thế này. Thì đúng ra thì hồi nãy ta phải tăng cái độ phân giải lên cho nó ra nhiều hạt hơn, cho ra nhiều nước hơn. Nhưng bây giờ thì hình như chúng ta tăng lên không biết còn ảnh hưởng không, hay chúng ta phải kết lại đó. Kết lại thì mất thời gian lắm các bạn. Đó, như thế này. Nuôi hỏng chất lỏng nước. Còn nếu không thì ta sẽ thêm một cái màn nữa đi. Rồi cái màn này đi. Thì ta có thể thêm chồng lên. Đó, như thế này. Thì cũng được cái chất lỏng ta. Vậy cho bạn dễ nhìn hơn. Thấy chưa? Vậy thì chúng ta dễ nhìn hơn. Nó được chất lỏng như thế này. Thì bạn tăng độ phân giải nhiều lên thì nó chính xác, nó đẹp hơn thôi, nhưng mà nó nặng máy. Tăng cái resolution lên. Rồi. Thì cái lệnh display thì nó đơn giản vậy thôi bạn. Nó sẽ tập trung vô cái việc mà đi theo một cái đường display ta tạo sẵn và phụ thuộc vô ba tham số này. Radio là theo cái tâm của đường tròn, còn cái axio là theo cái trục của đường SPLine, nó sẽ đi theo đường đó. Cái vertex là cái độ xoắn, cái độ xoắn của nó. Rồi thì video này đây kết thúc. Qua video sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn tới những cái lực tác động còn lại trong đây. Chúng ta sẽ tới cái wind đi. Cái wind này nó dễ nè, gió nè. Rồi video này là kết thúc ha. Tôi là Tú Phan. Đã hướng dẫn các bạn trên trang web là fankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.